Chào mừng anh chị đã đến với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Để tiếp tục chuỗi video về các căn nhà Hà Nội có thang máy đang nhận được chào bán mới nhất tháng 10 năm 2022, thì ngày hôm nay em Phương xin giới thiệu với quý anh chị hai căn nhà xây mới nằm tại phố Khương Trung, quận Thanh Xuân. Căn nhà của chúng ta thì có diện tích là 40 m vuông một căn, đều được thiết kế 6 tầng thông sàn anh chị nhé. Với giá đang được chào bán chỉ từ 7,3 tỷ cho một căn nhà như thế này. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình căn nhà tuyệt vời này. Còn bây giờ, em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết về căn nhà riêng Hà Nội này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là hai căn nhà riêng Hà Nội có thang máy nằm tại phố Khương Trung, quận Thanh Xuân mà em Phương muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay. Hai căn nhà của chúng ta thì có diện tích là 40m² một căn, với một căn lô góc và một căn thường anh chị nhé. Hai căn thì đều có hướng chính nam, đều được thiết kế có thang máy ở phần cuối của căn nhà. Hai căn thì đều thiết kế giống nhau anh chị nhé. Em sẽ quay một căn phía trong cho anh chị. Em sẽ zoom rộng được một chút rồi chúng ta sẽ ngắm qua lại mặt tiền của hai căn nhà này, rồi đi xem chi tiết phía trong anh chị nhé. Ngõ đây. Với tầng 1 của chúng ta thì có thể sẽ ở đây thì thiết kế phòng khách, phòng khách và khu vực để xe. Nói chung là tầm khoảng 40m mà thiết kế mỗi tầng một phòng thì kể cả thiết kế có thang máy cũng đều rất ok. Chúng ta sẽ lên tầng 2. Tầng 2 là sẽ là khu vực phòng bếp. Tầng 3, tầng 4, tầng 5 thì thiết kế mỗi tầng một phòng ngủ. Đấy, khu vực tầng 6 là khu vực sân phơi, thang máy 450kg cho 6 người. Đây là khu vực tầng 2. Đấy, tầng 2 thì sẽ thiết kế bếp, phòng thờ ở đây. Đấy. Đây là lối kiến trúc mới. Đấy, thiết kế chỗ khu vực để thờ cũng rất là hiện đại. Đấy. Đấy, chỉ cần hai bức vách. Đấy, hai bức vách nhỏ thôi vào là đã rất ok. Ở đây thì phòng bếp của chúng ta ở đây. Bếp kiểu này cũng tương đối rộng rãi. Từ tầng 3 trở lên thì là của chúng ta sẽ mỗi tầng một phòng. Với mức giá đang được chào bán cho căn lô góc là 7,5 tỷ. Còn căn thường này sẽ là 7,3 tỷ anh chị nhé. Chênh nhau 200. Hệ thống chờ điều hòa thì đã được trang bị sẵn rồi. Wow, nhà vệ sinh thì vách kính phía trong thôi, phía ngoài này để thoáng, một lối kiến trúc được độc đáo. Tiếp theo, khu vực tầng 4. Tầng 4 thì cũng thiết kế tương tự tầng 3 anh chị nhé. Các anh chị thì với mức giá hơn 7 tỷ cho một căn nhà có thang máy 40m² nằm trong mặt ngõ, mặt ngách của phố Khương Trung. Đấy. Thì với mức giá này, theo anh chị đã hợp lý hay chưa? Tuy nhiên để đánh giá được mức giá này đã phù hợp hay là chưa phù hợp về mặt khách quan thì trước hết quý anh chị hãy đến xem thực tế đã nhé. Đấy. Phải xem thực tế được thì mới đánh giá được. Chứ còn bởi vì khi đánh giá giá trị một căn nhà thì không phải chỉ là mỗi xây một căn nhà lên. Nó sẽ còn khác về phần vị trí nữa. Nhiều căn mặt ngách nhưng diện tích rộng, ngõ rộng nó vẫn sẽ đắt hơn nhiều căn mặt ngõ bình thường. Phần trên này thì thoáng rồi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình những căn nhà riêng tuyệt vời. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo trên kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Xin cảm ơn.